hai máy bơm bơm nước trực tiếp. Khoảng cách thì hơi xa. Đám cháy cũng đã giảm rồi nhưng mà lửa vẫn chưa tắt hẳn. Bây giờ cái chỗ này phải cấm xe không cho đi nữa. Chứ bây giờ đi làm xong lại ấy cả cái này hỏng hết ống. Đấy đang vô căng. Coi như là cháy xong rồi. Giờ chỉ có như vậy là dập cho tắt lửa thôi. Cũng may là cái xưởng này nó không như gần cái xưởng kia. Chủ tịch xã Nam Đồng nha. Kia thái đồ gói áo đen, áo đen nó làm không thế à, đi phải điều hòa chắc không còn cái đéo gì anh nhỉ. Đi hết thì nó cháy như thế, nó chập hết điện này. Khung khung hại đi, khung nhôm khung nhựa kia tôn để nó vằn vằn, bây giờ nó rũi ra thẳng tắt không còn cái đéo gì. Cái này tổng thiệt hại nếu không. Không biết là ông này ông có mua bảo hiểm không? Chắc là có. Vì cái này bảo hiểm rồi nó mới về. Không biết có mua bảo hiểm không? Công ty, công ty này mới ấy mà, mới đưa vào hoạt động được có hơn tháng nay mà. Thế thì đéo kịp mua bảo hiểm. Bảo hiểm năm nay chết đói.
vừa vào phát nếu mà nó nóng thì nói chung là nhà xưởng nó kiểu nhà xưởng tạm bợ nhiều khi ở trong cái khu này đấy là từ chỗ ba hàng về đến đây đấy, cháy liên tục. Nhưng mà em tưởng ở dưới ba hàng này là có xe chữa cháy không, là dưới xe chữa cháy thì nếu công ty đồ trang bị xe chữa cháy đâu ngoài thằng An Phát thôi. Ở đây chỉ có mỗi thằng An Phát có thôi. Thằng An Phát mới là thằng Formosa. Formosa có xe chữa cháy không? Có. Formosa không có nhỉ? Mỗi thằng An Phát thôi, mà An Phát nó có 3 cái. Lúc nãy em thấy có 3 xe đến thì có về sau một xe thêm khả năng là xe ở dưới ấy. An Phát nó có 3 cái xe chữa cháy. Hay là xe ở dưới Hoàng Thạch có lên. An Phát đây 24/24 thì mẹ vẫn cháy à? Cái nhựa. Không, thôi. An Phát đồ nó dễ cháy. An Phát nó toàn đồ nhựa. Nhựa. Toàn hạt nhựa. Ủa mấy ông? Công ty cổ phần dược phẩm Sintech. Công ty dược. Sau hơn một tiếng đồng hồ cháy từ lúc 14 giờ đến giờ là gần 15 giờ. Gần 16 giờ, hơn một tiếng đồng hồ đám cháy đã được dập tắt. Có 3 máy bơm nước tại chỗ, 3 máy bơm cơ động và 5 xe cứu hỏa. Các lãnh đạo đi về đấy.